Xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Trà Vinh nè anh em. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một mai cũng rất là đẹp nha anh em. Chung thì bộ đế nhìn mà nhìn khá là kết. Rất là thích bộ đế này. Thì chút xíu anh em xem mà anh em thấy khoái thích, giá cả hợp lý thì anh em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để phần tiêu đề nha anh em. Rồi giờ mời tất cả anh em vô tham quan gốc mai đầu tiên của ngày hôm nay nha. Cây này theo mình quan sát thấy anh em thì chiều cao nó từ dưới mặt bầu nó lên trên trên đỉnh của cái tàn á, rơi vào khoảng trên 3 mét nha anh em. Đây quay sơ cho anh em một vòng của cái bộ tàn này. Tàn này thì nó thiên nhiên nguyên thủy luôn anh em, nó không có chỉnh sửa không gì đâu, nhưng mà nó đánh ra cái bộ tàn này cũng rất là đều và đẹp nha anh em. Đây quay sơ cho anh em một vòng lên để anh em tham khảo. Cốt cành thì rất là khít nha anh em. Anh em thấy là những cái chi cành nó ra giống như nó đan với nhau á anh em. Rồi mình sẽ qua mình quay cho anh em một vòng của cái bộ tàn này. Cây này đế rất là đẹp nha anh em. Đế như quái vật cho anh em. Nó nhìn nó thấy nó lớn mà nó bỏ ra đều khéo lắm. À, cây này theo chia sẻ của chú cây thì tuổi thọ nó rơi cho khoảng tầm hơn 40 năm nha anh em. Còn cái mặt bông nó thì từ 5 cánh đến 9 cánh. Đây mình thấy sẽ quay cho anh em một số được trong cái này. Đây anh em, quay cho anh một số điểm trong cái mắt nó toàn cái bộ tàn này. Đây vòng qua tàn rất là đều nha anh em. Cái này thì chủ cây mới đem về. Nếu mà anh em nào mà anh em đem về, anh em có thể anh em con lại con cho tàn nó đều lên anh em. Cây nhìn khá đẹp nha. Trên cái gốc này thì như nó đang có bể sù quá anh em. Chút xíu mình sẽ vô mình quay chi tiết những cái điểm đó cho anh em để anh em tham khảo. Đây anh em quay ra xa nha, xa ra mình quay cho anh em tham khảo lại. Đây anh em, và đứng từ phía bên đây anh em có thể thấy là cái dàn xương nó đóng rất là khít nè. Rồi bắt đầu mình tiến lên phía trên mình quay cho anh em tham khảo mấy cái cúc cành đó nha. Phía trên anh em thấy là mấy cốt cành là cốt cành ghim luôn nha anh em. Nó mọc theo cái kiểu như mà tự nhiên nha, không có qua bàn tay chỉnh sửa của con người. Và mình thấy cây này nó khá là quái nè. Những cốt cành này thì nó múa lượn một cách rất là tự nhiên anh em. Ở đây mình quay cho anh em cận nhưng một số điểm trên cái gốc này nha. Cây này thì ra đế rất là đều anh em. Nó ra đế quái luôn á. Đây thì nhìn giống như mà có hai mắt mũi miệng luôn anh em. Đây bộ đế nè, quay cho anh em một vòng. Cái bầu này bứng khá là lớn nè, mới lấy được hết cái bộ đế này. Ngoài kia thì giống như mà nó ra rễ khá là lớn mà nó bắn ra xa lắm anh em. Mình sẽ quay cho anh em một vòng nha, từ phía bên đây nha. Đế có điều đó nha anh em. Thân thì anh em có thể thấy là nó dặn anh em. Dặn. Cây này thì nó đang bể xù anh em ơi. Chút xíu thì mình sẽ quay lên mấy cái điểm ở trên. Nó đang bung ra. Rồi mình đứng bên đây sẽ quay sơ cho anh em một vòng nha. Phía dưới này có đế nha nè. Một vòng qua cho anh em để anh em tham khảo nha. Trên thân nè, nó ra cục mà cục tự nhiên nha anh em. Bản chất của cây này mình nghĩ là nó tự nhiên nó ra nha. Như mấy cục lớn này thì lâu năm quá nó hình thành lên nha anh em. Còn một số điểm trên cái gốc này thì nó cũng đang lên anh em thấy nè. Thì mình nghĩ trong thời gian tới có thể là nó lên hết cái cây luôn nha anh em. Đây phía trên anh em thấy nó mấy cái cành nhánh này nó đang bung ra nha anh em, đang có dấu hiệu bung ra. Và thường thì mình thấy cái cây này nó từ trên đọt anh em mà nó dài xuống, nó phù ra nó nổi nuôi nè anh em. Một dọc xuống nha. Rất là nhiều luôn anh em. Đặc biệt cây này là nổi nu khá là nhiều. Mình sẽ quay cho anh em tham khảo một số điểm đó nha. Đây cũng vậy nè anh em. Cây này thì theo chia sẻ của chú cây thì nó nở bông trong thân cũng rất là nhiều nha anh em. Nói chung thì những cái điểm này anh em thấy nó đang bể ra thì nó lên bông nha anh em. Mình sẽ quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo chi tiết. Dưới đây cũng khá là hay anh em. Mấy cốt cành này là nó ghim mà nó đang dính lại nhau hết trơn nha anh em. Mình cần cho anh em tham khảo một số điểm này. Cây này nguyên thủy nguyên sơ luôn anh em. Đây bộ đế đây, từ trong thân mà bắn ở đây mình nghĩ nó khoảng rơi khoảng tầm hơn 5 tấc anh em. Nó ra
ba cọng gãy đại nè anh em, và mỗi cọng gãy đại thì nó bắn ra nhiều cái cọng gãy nhỏ, nó những cây nó vừa quái mà lại vừa đẹp anh em. Rồi bên đây nhìn mặt y chang như con thú luôn anh em. Quay sơ cho anh em một vòng nữa nha. Cây này thì hoành mà hoành chỉnh nha anh em, hoành ngay chỗ cái em này thì nó là 70. Còn nếu mà đo hết nguyên cái nồi đế này chắc nó lớn nha. Cầu khoảng hơn 300 là khỏe nha. Rồi để mình xuống dưới mình quay cho anh em tham khảo lại cái bộ tàn nữa nha. Thì cái cây này thì theo chia sẻ của chủ cây thì có giao lưu với anh em. Nếu anh em nào thích thì có thể liên hệ trực tiếp với chủ cây qua số điện thoại phần tiêu đề anh em. Giảm xuống quay cái tàn cho anh em tham khảo lại lần nữa nha. Rồi quay sơ cho anh em lại một vòng nha. Ví dụ anh em nào thích tiền trí có muốn giao lưu thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ cây nha. Qua số điện thoại để bán phần tiêu đề anh em. Giờ chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình, thân. Mong là anh em có thể giao lưu thành công khúc mai này nha.